chào quý cô chú, chị và các bạn đang trở lại với video của Sài Gòn Hoa. Hôm nay Sài Gòn Hoa xin giới thiệu một chương trình ưu đãi trong tháng 4 này dành cho quý cô chú, anh chị và các bạn khi mua sản phẩm cây nội thất, cây văn phòng tại Sài Gòn Hoa. Quý cô chú, chị và các bạn được thỏa sức sáng tạo với bất kỳ chậu cây nội thất nào do chính tay mình tự lựa chọn. Và bằng cách đó là chọn một cây lớn kết hợp với hai loại cây nhỏ tròn vối trong chậu sớ đứng. Và chỉ với 299.000 đồng thì quý cô chú, anh chị và các bạn đã sở hữu ngay cho mình một combo chậu cây nội thất như trên. Danh sách cây lớn bao gồm 3 bụi cây lưỡi hổ hoặc 1 cây bạch mã xanh, 1 cây tùng búp, 1 cây huy hoàng, 1 cây ngăn hậu, 1 cây thiên hoàng và 1 phát tài khúc bộ năm nhỏ. Quý cô chú, anh chị và các bạn có thể chọn hai trong số các loại cây nhỏ dưới đây, bao gồm cây trầu bà xanh ta, cây trầu bà vàng, cây lan hạt dưa cẩm thạch, cây phú quý, cây trầu bà phú quý, trầu bà tỷ phú và cây lan chi. Quý cô chú, anh chị và các bạn có thể tham khảo một số mẫu cây mà Sài Gòn Hoa đã trồng hoặc là phối sẵn. Chương trình ưu đãi diễn ra từ ngày 20 tháng 4 năm 2021 và đến hết ngày 20 tháng 5 năm 2021. Quý cô chú, anh chị và các bạn lưu ý là chương trình áp dụng cho tất cả các khách hàng khi mua online hoặc là mua sản phẩm trực tiếp tại Sài Gòn Hoa, và chương trình không áp dụng song song với các chương trình ưu đãi khác. Mọi người hãy cùng tham gia vào chương trình ưu đãi để có thể sở hữu cho mình cây nội thất, cây văn phòng vô cùng bắt mắt và sang trọng.